hưởng ứng chuỗi sự kiện như Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp có nhiều năm liên tục đạt trên 3%, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng của nền kinh tế cả nước. Nông nghiệp tiếp tục được khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, thành tựu này không thể tách rời vai trò của khoa học công nghệ. Thành quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Trong 10 năm đã có hơn 500 giống mới được công nhận, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất lượng của nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, sản phẩm khoa học công nghệ nhiều nhưng tính ứng dụng chưa cao, chưa thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thực tế sản xuất, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nông nghiệp thông minh.